Tôi đang cần liên lạc với cô đổi quen để giúp cổ tìm lại hai người chị. Hãy đợi cho tôi. Cô Quyên yên tâm, tụi tôi đã duyệt xong bản thiết kế. Trên tỉnh họ nói sẽ hỗ trợ cho mình trang thiết bị y tế. Dạ. À, hôm qua có nhà báo của tỉnh xuống lấy tin và viết bài rồi đó. Dạ. Xã của mình còn khó khăn quá anh ha. Em thấy đường xá đi lại còn vất vả quá. Cô Quyên, huyện sẽ cho làm đường tráng nhựa từ trong buôn ra tới đây luôn đó cô. Vậy hả anh? Tụi tôi mang ơn cô nhiều lắm. Ý tưởng của cô làm cho cả buôn vui lắm. Dạ, có gì đâu. À, chào Chào cán cán bộ, bộ, chào chào Quyên. Quyên. Chào Chào hai hai cô. chị. Chào chị. Chúng Dạ. tôi thương Quyên nhiều lắm. Cho Quyên cái trái bầu để đựng nước uống nè. Em cảm ơn chị. Có chuyện gì vậy? Em nói anh nghe đi. Cô ba muốn em về Đoan Hùng phải đi đăng ký kết hôn rồi mới trả lại giấy tờ nhà để ra ngân hàng làm thủ tục vay tiền. Em biết phải làm sao đây ha? Giấy phép xây dựng trạm y tế xã Suối Sâu đã được cấp rồi. Mọi người đang rất là háo hức chờ đợi. Em không thể dừng lại được nữa. Nếu vậy thì em cứ đi đăng ký kết hôn với anh Hùng đi. Em hỏi anh làm gì chứ? Em đã bàn với anh Hùng rồi, chỉ là giả vờ thôi. Sau khi mượn được tiền xây xong trạm y tế, em với anh Hùng sẽ đi làm thủ tục ly dị mà. Em thấy cái gì cần làm thì em cứ làm đi. Em cảm thấy hài lòng là được rồi. Em đừng nghĩ tới anh nữa nha. Thank you.
Anh Hùng ơi, anh Hùng. Anh Hùng ơi. Có chuyện gì không em? Bà nói, anh xuống ăn cơm rồi nói chuyện với bà. Nói với bà là anh không ăn. Dạ. Anh Hùng ơi. Anh Hùng. Chuyện gì nữa? Có chuyện gì nữa? Em để cho anh yên được không? Bà nói anh không muốn ăn thì xuống nói chuyện với bà. Nói với bà là anh mệt. Dạ. Không nói chuyện được. Mệt làm sao? Con giận mẹ chuyện gì hả? Mẹ biết á, là con thương yêu con Đỗ Quyên thật lòng. Nhưng mà con Quyên bây giờ nó đang ở ngã ba đường. Mẹ làm như vậy á, chỉ để bảo vệ hạnh phúc cho con trai của mẹ thôi à. Mẹ có làm gì sai đâu mà con lại giận mẹ. Con xin lỗi mẹ, nhưng mà mẹ cứ áp đặt mọi chuyện như vậy, Đỗ Quyên cũng không thấy vui đâu. Con Đỗ Quyên á, nó chưa đủ tuổi trưởng thành đâu. Tính tình á, thì hời hợt, sốc nổi. Mẹ không làm vậy á, thì sau này hai đứa lấy cái gì mà sống? Cái căn nhà của cậu hai á, là cậu hai phải dành dụm cái một đời mới có được. Tự nhiên bây giờ con đem cho người ta à. Mà mẹ nói con nghe nha, không phải tiền của nó không có sót đâu. Có yêu em không? Em hỏi là anh có yêu em không? Em lại còn phải hỏi nữa. Em phải biết là có hay không chứ. Em không biết. Anh đã nói hàng ngàn lần rồi, em có cần phải hỏi lại? Em đang nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em đó. Phải rồi, bây giờ em chỉ tin vào anh Hùng của em thôi. Đúng. Ít ra anh Hùng không có nói yêu em, nhưng mà lúc nào cũng làm mọi việc vì em và làm cho em, được chưa? Vậy thì em về cưới anh Hùng của em đi. Em quay lại đây hỏi anh để làm gì? Em tới đây để nói với anh là em đã từng có tình cảm giống như là tình yêu với anh. Còn anh Hùng thì chưa. Còn lại là tùy anh. Mọi thứ có thể thay đổi được tùy vào mỗi người. Bây giờ em về nhanh đi Min, chuẩn bị đồ đạc sáng mai về Sài Gòn. Em bay chuyến bay lúc mấy giờ? Để anh ra đón em. Em bay chuyến sáng 8 giờ bay, 9 giờ ra sân bay đón em nha. Mà Tuấn có về cùng với em không? Em không biết nữa. Tuấn có về trẻ con lắm, đang hờn dỗi.
Thôi kệ đi. Vậy nha. Bye em. Bye anh. Có lẽ anh chỉ thích làm hệ. Anh là cậu hai, anh không có quen đâu. Hãy đi đi, đừng có ở lại quán ăn nữa. Cô đừng có đuổi tôi đi. Con muốn nói chuyện gì với mẹ phải không? Đỗ Quyên nó đồng ý rồi chứ gì. Sao mẹ biết? Mẹ đẻ ra con, nuôi ngần ấy năm, con chưa khóc á, là mẹ đã biết con muốn cái gì rồi à? Sao? Nó nói làm sao? Dạ, sáng ngày mai là Đỗ Quyên về, buổi chiều tụi con đăng ký kết hôn. Sáng ngày mốt, mẹ đưa giấy tờ nhà cho tụi con mượn nghe mẹ. Con á, con nói với mẹ là đừng có áp đặt con. Thì bây giờ, con cũng đừng có áp đặt mẹ, nghe chưa? Mẹ, ai mà làm con dâu của mẹ, chắc mệt dữ lắm hả mẹ? Bây giờ, mẹ tính vậy nè. Ngày mai á, nếu nó về, mẹ qua bên nhà cậu hai á, nấu mâm cơm, cúng cho cậu mợ hai. Để xin phép cho con cưới con Đỗ Quyên, rồi cũng xin phép cho con về bên đó sinh sống. Can một tuần ăn đi. Ngày mai cả hai người đều đi về xuôi rồi. Khi nào thì hai cán bộ mới lên đây? Tụi này chỉ về thành phố một tuần thôi. Sau đó rồi cũng sẽ quay lại với bà con ở suối sâu. Cô Quyên, sao cô không vui? Cô Quyên có làm được cái nhà bệnh viện không? Dạ, có chứ. Em về Sài Gòn chuyến này là để lấy tiền lên, xây trạm y tế cho bà con khám chữa bệnh đó anh. Vậy thì uống rượu mừng thôi. Mình vui lắm. Từ ngày có hai cán bộ tới nhà mình học được rất là nhiều thứ tốt. Mình bỏ rượu rồi, nhưng hôm nay có chuyện vui. Mình uống rượu mừng thôi. Vậy được, anh Emin hứa rồi đó nha. Tôi hứa mà. Không uống rượu nữa. Chỉ lo làm rẫy thôi. Được đó. Y Thu đâu? Con ra đánh đài cho cán bộ nghe con. Dạ. Uống đi.
phải làm đám cưới cho hai đứa nó xong xuôi, rồi nhận chị nhận em sau. Bây giờ mà bày ba cái chuyện nhận chị em, rồi lại bày vẽ đủ thứ, chia chác nhà cửa tùm lum, không chừng... Mẹ em qua bên này rồi, vô nhà đi. Chắc là mẹ đã mua đồ ăn rồi đó. Ủa, cô ba qua lâu chưa? À, ừ. Con chào cô ba. Con. Ủa, mà thằng Hùng nó kịp ra đón mấy đứa không vậy? Dạ, cũng may là không có kẹt xe mẹ. Con vừa vô sân bay thì máy bay vừa đáp luôn á mẹ. À. Con đi cất đồ nha mẹ. Ừ. Ừ, anh, ngồi chơi đi. Ờ, chắc anh chạy qua cơ quan một chút, rồi anh về bên nhà luôn. Ờ, con, ở lại đây, ăn cơm với tụi nó đi. Ờ, hôm nay cô ba nấu mâm cơm, cúng ba mẹ Đỗ Quyên, cũng như là xin cho tụi nó kết duyên với nhau đó. À, dạ, chắc là thôi cô ba, anh phải qua cơ quan liền. Ủa anh, ừ. Anh phải đi làm báo cáo liền đúng không? Ừ, phải. Ừ, còn con thì cũng phải qua bên cơ quan để làm cho xong mấy thủ tục. Ừ, vậy hả? Ừ, thôi lẹ lẹ đi, kịp giờ cúng ba má con nữa. Dạ, cúng ba má xong rồi con đi cũng được à? Ừ, vậy cũng dạ. Được. Đi anh. Chị, em thấy anh Nam có vẻ giỏi quá ha. Em thấy từ qua giờ chú khỏe hẳn ra. Hồi nãy á hả, chú còn đòi ra quán cà phê Vân nữa đó. Em cảm ơn chị nhiều nha. Ừ, chị cảm ơn em nhiều mới đúng chứ. Mà anh Nam, anh đi nhiều, anh biết nhiều. Chị thấy vậy cũng mừng lắm. Dạ. Chị quá ha. Thấy hai người khéo quá. Cảm ơn qua rồi cảm ơn lại. Sao không ai cảm ơn anh hết vậy? Mà bữa nay anh có thông tin gì của Đỗ Quyên không? Ờ, hy vọng là anh Phong sẽ có thông tin gì đó. Tại vì hôm qua anh Phong có tới nhà ba mẹ nuôi của Đỗ Quyên, bỏ lá thư trên ổ khóa. Chắc là con sẽ gọi trong đêm mai thôi. Thôi, anh với chị ăn cơm trước đi. Em phải mang đồ lên cho chú ăn. Không được, em cứ chờ cho chú Bằng ăn xong rồi xuống đây rồi mình ăn luôn cho vui. Thôi, không. Thấy hai người á, tình cảm quá ha. Bữa nào làm đám cưới nhớ mời em đó nha. Em á, thấy tụi anh có xứng đôi không? Anh chờ cho Phượng gật đầu á là anh đi mua nhẫn cưới liền. Bác Hai, chiều nay con bay về xin cơ quan cho nghỉ phép. Ừ. Vài bữa nữa con trở lên, con ẩm của bò tới thăm bác Hai luôn. Nhớ nghe. Dạ. Cảm ơn con nhiều lắm. Dạ. Có gì đâu bác. Mà con nhớ chăm sóc chú Đạt. Con bé nó sống tình cảm lắm đó. Dạ, con biết rồi. Con mở ngăn tủ lấy cuốn album cho bác Hai. Trong ngăn tủ đó con. Dạ. Phải cuốn này không bác Hai? Con coi ba chị em nó nè, dễ thương ghê không? Dạ, con xem rồi. Anh Nam, anh xuống ăn cơm trước đi. Không, để thằng Nam nó coi hình. Ờ, anh Nam xem nhiều rồi mà chú. Bây giờ tới giờ ăn rồi. Đi đi anh. Bác Hai, cố gắng ăn nha bác Hai. Đi đi. Thôi, chú đưa cho con. Ba chị em nó dễ thương, phải ở gần nhau, phải được đoàn tụ. Chú ăn đi. Con biết rồi, nhưng mà bây giờ chú phải ăn, chú mới có sức để sau này gặp ba chị em, chú biết không?
chú nghe con đi, chú nghe con đi mà. Thôi, chú nghe con đi. Con nghe bác nói nè, bác muốn đưa hai em con về Sài Gòn trước, rồi vài bữa bác sẽ xuống đón con sao? À, không, không được. Không. Bác thấy để hai đứa em còn nhỏ ở dưới này cực quá, tội nghiệp tụi nó. Nghe con, bác đã kiếm được nhà tốt cho hai đứa rồi. Đi con vô chuẩn bị đồ cho hai em đi. Nghe lời bác hai đi con. Chị đi thành phố với bé hai đi chơi. Đi với em đi mà. Thôi mình đi con. Lỡ như không tìm được Đỗ Quyên trước khi ông Nguyên Bằng chết thì sao? Mình có nên nói cho Nguyên Bằng biết Đỗ Quyên chính là con gái của ông ta không? Mình không nên nói cho ông ta biết. Nếu như ông ta biết ông ta còn một đứa con gái, chắc chắn ông ta sẽ được an ủi. Alo, Trúc Đào hả? Dạ. Em về Sài Gòn chưa? Tụi em về rồi chị. Tụi em là ai? Thì em với anh Vĩnh Nam đó. Ủa, Vĩnh Nam cũng lên trên đó sao? Dạ, ảnh lên thăm bác hai. Ảnh có cho bác hai uống mật gấu rừng. Bác hai khỏe hơn nhiều rồi. Bác hai có nhắc chị nữa đó. Alo. Chị có còn nghe em nói không? Còn. Chị nghe đây. Chị sao vậy? Có thông tin gì về Đỗ Quyên chưa? Dạ chưa. Em gọi điện thoại cho chị á, là muốn mời chị ngày mai qua nhà em ăn cơm chiều. Mẹ em muốn làm tiệc đãi mọi người. Ủa, mừng chuyện gì? Thì anh Vĩnh Nam, anh hết giận em rồi. Anh không có đi Thái Lan nữa chị à. Thôi ngày mai chị qua đi. Em có nhiều chuyện muốn kể cho chị nghe lắm. Ừ. Sao con? Chiều mai nó có qua không? Dạ có mẹ. Mà nè, có thiệt là lần này Vĩnh Nam biết hết mọi chuyện rồi nó bỏ qua hết mọi chuyện không con? Ừ. Anh nói anh còn yêu con nhiều hơn lúc trước nữa. Mà nè,
Còn chuyện khai báo lại lý lịch với cơ quan bên nó thì sao? Liệu nó có bị đuổi khỏi ngành không? Anh nói anh cũng chưa biết tính sao nữa. Nhưng mà cái chuyện anh lo nhất á là bà nội của Bo đó mẹ. Thì đương nhiên bỏ ngang đâu có được. Vợ con nó có bầu thì cho nó nghỉ ở nhà. Còn con á, không có được bỏ công việc nghe chưa. Đàn ông á, phải lấy sự nghiệp làm trọng. Con à, nói mang nghe, giữa vợ con với con đang có chuyện hả? Dạ, cũng không có gì lớn đâu mẹ, để từ từ con thu xếp. Vậy thì con cứ đi Thái Lan một mình, đưa mẹ con nó về bên này ở với mẹ. Bầu bì, sinh đẻ gì mẹ với mấy cô nó lo hết. Con yên tâm chưa? Dạ, con sẽ cố gắng. Bây giờ con đưa cô Bo về bên bà ngoại ngủ với mẹ nó đi. Con phải nhớ, gia đình nhà mình, đàn ông á phải đặt sự nghiệp lên trên hết. Vợ con để sao? Anh nghe Trúc đâu? Anh ơi, chiều nay em mời anh qua bên nhà em ăn cơm chiều được không? Nhân sự kiện gì? Đoàn tụ, em mời cả chị hai em nữa đó. 5 giờ chiều nay anh tới nhà em nha. Ngày mai anh phải chạy vô công ty họp, báo cáo tiến độ cho công việc. Nếu chiều xong kịp thì anh sẽ tới ngay. Báo cáo tiến độ công việc gì? Đã có tin tức gì của đội quyên chưa anh? Chưa. Chắc anh phải tạm gác vụ việc của tụi em lại. Anh phải nhận vụ án mới. Bữa nay em có tới cửa hàng không? Anh cho con vô lớp rồi hả? Sao nhanh quá vậy? Anh đưa em đi ăn sáng, rồi chở em tới cửa hàng luôn nha. Chắc là em phải ở nhà phụ mẹ đi chợ, chuẩn bị tiệc nữa. Em có mời anh Thế Phong nữa đó. Bữa nay anh sẽ vô cơ quan, xin đổi chuyến đi Thái Lan. Cũng có thể được, mà cũng có thể không được. Mà lỡ không được thì sao hả? Nếu không được, anh đi một mình. Em với con... Anh à, nếu mà xin không được á, thì anh đi một mình đi, không sao đâu anh. Thỉnh thoảng em với con đi qua thăm anh cũng được mà. Xin qua Thái Lan bây giờ cũng dễ đi lắm. Thật ra thì anh rất muốn đưa hai mẹ con em đi cùng, nhưng mà chắc em phải ở nhà để tiện gặp em gái mình, đoàn tụ với gia đình, với bác hai. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em biết là anh thương em lắm mà. Nghe anh dặn nè, chuyện gia đình em xem như chưa ai biết. Em không cần phải nói cho mẹ anh biết đâu. Mẹ anh rất khó khăn trong chuyện này, cho nên em không cần phải nói rõ sự thật để làm cái gì.
với cơ quan anh cũng vậy. Em nhớ nha. Vậy là xong rồi hả? Ừ. Cử chi. Kỳ này bà già áp tải cả hai người lên phường ghê thiệt ha. Mà nhìn hai người xứng đôi chứ. Dạ. Thế vậy chứ không phải vậy đâu chị ơi. Sao vậy? Tôi thấy hai người đẹp đôi quá. Bao nhiêu người mơ ước mộng được á. Ủa chị, như vậy là xong rồi phải không chị? Ừ. Hẹn một tháng nữa lên lấy giấy đăng ký kết hôn nha. Trời ơi, sao lâu quá vậy chị? Nôn dữ vậy, thủ tục là phải vậy đó. Nhưng mà bây giờ hai người cũng như là vợ chồng rồi. Về tổ chức đám cưới là được rồi. Chừng nào đám cưới thì nhớ mời tôi ngang. Chắc kỳ này đãi nhà hàng năm sao phải không? Dạ, dạ, em cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Xong rồi hả con? Xin mời bà Bùi Thị Nghĩa. Một cô gái trẻ tự nguyện đóng góp tiền xây dựng trạm y tế cho buôn suối sông. Ấy trời trời, anh đi đâu mà gấp vậy? Anh phải đi ngay bây giờ. Đi đâu? Về Sài Gòn hả? Không không. Ờ, anh phải tới tòa soạn báo. Em chỉ đưa cho anh đi. Để làm gì? Thì tin tức của cô Đỗ Quyên đó. Anh nghĩ là lần này chúng ta sẽ lập được chiến tích dễ dàng đó. Thôi 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 thôi. Em thấy hả, anh lúc nào cũng quan trọng quá vấn đề. Mai mốt á, em sẽ đặt cho anh là người quan trọng mới đúng á. Thiệt mà, lần này quan trọng thiệt mà. Ừ, em cho anh một chiếc xe nghe. Ở dưới á. Nè, đi đi. Cảm ơn em. Duyên ơi, làm 3 ly nước cam đi con. Dạ, con làm liền. Mới sáng sớm mà trời nóng quá. Mẹ. Dạ, thôi chắc con xin phép cô ba. Con đi có chút chuyện luôn à. Khoan đã, ngồi xuống uống ly nước cam cho mát đi con. Đi. Em, sẵn ở đây nói chuyện với mẹ luôn đi. Dạ. Dạ, con mời bà uống nước. Em mời anh chị. Uống đi con. Uống nước cam, cam tươi lắm đó. Cô ba mới mua ở chỗ mối quen đó. Dạ. Ờ mẹ. Vậy là tụi con đã làm theo đúng thủ tục của mẹ rồi đó. Chiều nay tụi con ra ngân hàng được không mẹ? Mẹ cũng đang tính bàn với hai đứa chuyện đó đó chứ. Giờ sao? Hai đứa tính chọn nhà hàng nào? À, mẹ lộn rồi hả? Ngân hàng chứ nhà hàng nào mẹ? Không. Ý mẹ nói á là nhà hàng nào? Mẹ tính như vậy nè. Trong một tháng á, mình chờ giấy đăng ký kết hôn. Thì mình tổ chức đám cưới. Biết chi không? Để nhân dịp này á, là mình ra mắt bà con hai họ. Cho họ biết là hai đứa đã thành vợ thành chồng. Mà cho bạn bè tụi con, tụi nó cũng biết luôn nữa. Mẹ ơi. Hả? Chị nói tính sao đi. Hôm trước mẹ đã hứa với con rồi mà. Mẹ có biết đâu. Mẹ cứ tưởng bữa đó là có liền giấy đăng ký kết hôn. Ai dè đâu mà tới một tháng dữ vậy. Cô ba, thật sự là con đã nhún nhường cô ba hết sức rồi.
Chỉ vì con quá thương ba mẹ con, mà cô là máu mủ của ba con, nên con không muốn làm cô phiền lòng. Nhưng mà tới mức này thì thật sự không thể nữa. Trời đất ơi, con nói một đàn mà làm một nẻo à? Hồi trước con nói làm sao? Con sẽ không làm cho cô ba phiền lòng nữa. Vậy thì tại sao bây giờ con nói những cái lời mà hỗn hào như vậy hả? Cô ba làm cái gì? Cô ba làm cái gì mà con chịu đựng hả? Con có biết là cô ba đang làm điều tốt cho con thôi, con có biết không? Vậy thì con xin nói thẳng, con đang phải chịu đựng những chuyện này đó. Con không có yêu anh Hùng, và con càng không muốn lấy anh Hùng. Con chỉ muốn làm cho cô ba vui lòng thôi. Trời đất ơi, Hùng ơi là Hùng, con bắt cái lỗ tai con nghe kìa. Nó đâu có yêu con đâu. Vậy mà tại sao, tại sao tối ngày con cứ đâm đầu theo nó hoài vậy hả? Anh à, em xin lỗi anh. Con xin lỗi cô. Nhưng mà thật ra cái nhà đó là của con cô ba. Cô làm khó con để làm gì? Thấy chưa, hôm bữa trước á, con nói với luật sư làm sao hả? Không cần tranh chấp. Cái nhà này của dòng họ Lê Đồng thì để cho cô ba quản lý. Tại sao bây giờ chưa có gì hết mà đã tráo trở lật lọng vậy hả? Hả? Không. Rồi được rồi, đã là như vậy thì bây giờ đi ra tòa kiện đi. Đi. Trời ơi, trời ơi. Mẹ, mẹ, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ, mẹ uống miếng nước đi mẹ. Mẹ. Mình phải làm gì? Tại sao Đỗ Nguyên lại cứ phải xây bằng được cái trạm y tế đó? Đó là lòng tốt hay là sự điên rồ? Mình có nên tiếp tục với cuộc tình này hay không nữa? Alo, anh nghe đây. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở quán cà phê gần nhà em. Anh chờ em trước nha. Ờ. Chào cô. Em chào anh. Anh Kiếm Ai à? Ừ. Cô có thể cho tôi gặp người phóng viên dưới bài báo này được không ạ? À, tên này là của chị Bim. Bữa nay chị Bim không có ở nhà. Ừ. Vậy khi nào tôi có thể gặp được cô Bim? Khi nào chị Bim về em sẽ nhắn lại cho ạ. Vậy lúc nào cô Bim về? Đợt này chị Bim đi công tác khoảng 2-3 ngày mới về. À, cô có thể cho tôi xin số điện thoại của cô Bim được không? Anh cứ để số điện thoại của anh lại. Em sẽ nói chị Bim gọi lại cho anh nha. Khổ thân quá. Đây là cà phê xích của tôi. Khi nào cô Bim về, cô đưa giùm tôi. Cô nhớ đừng quên nha, quan trọng lắm. Tôi muốn gặp nhân vật được viết trong bài báo này nè. Dạ chào anh. Anh tới cơ quan sao rồi? À, em ngồi đi. Dạ. Ổn cả rồi. Mọi người có hỏi thăm em á. Anh có nói với mọi người là mình sắp xây trạm y tế cho xã không?
nói em bị điên. Chắc đúng. Còn anh thì sao? Anh có cho là em điên không? Anh nói em nghe nè. Có thể em sẽ giận anh, nhưng mà anh phải nói, em không nên bán căn nhà đó để mà xây trạm xá cho người ta. Anh không ngăn cản em đi làm điều từ thiện, nhưng mà người ta phải có hạnh phúc rồi mới đi cho hạnh phúc người khác. Còn em thì ngược lại, em đang đánh đổi hạnh phúc của mình cho người khác đó. Em làm vậy, người ta sẽ nói em điên đó. Anh đã nói với em câu này rất nhiều lần rồi đúng không? Và em cũng đã nói với anh rất là nhiều lần rồi. Em là như vậy, em không quen đem của dư thừa bố thí cho người khác. Em tưởng anh đã chấp nhận em rồi. Quá ra không phải như vậy. Nghe anh nói nè, anh chỉ lo cho em thôi. Em biết không? Không. Anh đang lo cho anh. Anh đang lo cho tương lai của anh khi phải gắn bó với một con khùng như em thì có. Nghe anh nói là Đỗ Nguyên. Đỗ Nguyên. Thank you.